quý vị, để đảm bảo tiến độ cam kết và góp phần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ngay trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều nhà thầu vẫn tập trung máy móc, nhân lực để thi công các công trình giao thông trọng điểm với phương châm có mặt bằng đến đâu, làm ngay đến đó, phản ánh tại một số công trình giao thông tại Hưng Yên. Đây là một trong 7 mũi thi công trong kỳ nghỉ lễ của nhà thầu Lizen đang tập trung làm đường song hành của đường vành đai 4. Mũi thi công này đang triển khai thi công cây cầu bắc qua sông Đồng Quê, là cây cầu thứ 2 trong số 5 cầu trên toàn tuyến đường song hành. Nhiều công nhân ở tỉnh ngoài đã mấy tháng nay không về quê, song vẫn ở lại để thi công theo yêu cầu của nhà thầu. Tôi quê Thanh Hóa, trong những ngày lễ thì theo sự sắp xếp của công ty để kịp tiến độ, thì anh em chúng tôi là cũng trong 4 ngày nghỉ là làm liên tục 24/24 và làm cả ca ngày ca đêm, là thay nhau làm để cho kịp tiến độ. 8 tháng năm 2024, nhà thầu Lizen đã thi công và giải ngân được 220 tỷ đồng, cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Dù đã có những lúc phải dừng thi công cả tháng trời do không đủ vật liệu, chính vì vậy mà đơn vị càng phải tập trung nhân lực, máy móc thi công ngay cả trong kỳ nghỉ lễ để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Do cái phần nền ở bên dưới đấy là cần phải đẩy nhanh tiến độ trong cái thời điểm mà thời tiết nó không mưa lớn. 7 mũi thi công này và đều có xử lý đất yếu và có thời gian gia tải, nên là phải tranh thủ từng ngày thi công. Và các công tác vật tư vật liệu vẫn cung cấp đều về công trường. Đường huyện 57 là một trong những công trình trọng điểm của huyện Khoái Châu với tổng số vốn hơn 110 tỷ đồng. Nhà thầu là công ty Minh Phương sẽ phải hoàn thành trong năm nay. Hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, phần việc còn lại chủ yếu là những việc khó vì liên quan đến vướng mắc về mặt bằng của 7 hộ dân có đất thổ cư tại xã Dân Tiến. Chính vì vậy mà đơn vị thi công vẫn huy động gần 100% máy móc và nhân lực để làm trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Những ngày lễ này là anh em vẫn cố gắng làm để làm sao mà đảm bảo được cái tiến độ trong công việc. Trong những ngày nghỉ này thì anh em công ty cũng động viên anh em từ công nhân, cán bộ công nhân viên đến anh em lái máy là cố gắng, là thời tiết nó nắng nôi này cũng phải tập trung nhân lực để máy móc để tập trung hoàn thiện cái tiến độ thi công trên công trường để đảm bảo cái chất lượng cũng như là an toàn lao động. Với phương châm vượt nắng thắng mưa, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, công ty cổ phần Vinadenta đã tập trung nguồn lực với gần 20 đầu máy và hàng chục kỹ sư, công nhân thi công ngày đêm trên 4 mũi tuyến chính của đường Tân Phúc Võng Phan tại huyện Phù Cử. Đồng thời đã lên kế hoạch đủ nhân lực thi công 3K4 kíp, phân chia lịch cho công nhân lao động thi công trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mặc dù là đang trong dịp nghỉ lễ nhưng nhà thầu vẫn bố trí nhân lực thi công đảm bảo tập trung đầy đủ các ngày lễ, là không dừng nghỉ ngày nào. Hiện tại thì về các hạng mục thi công trên công trường thì nhà thầu đã thi công tương đối ổn định ở phần nền, cố gắng là những hạng mục mà không phải chờ dỡ tải thì sẽ cố gắng là sẽ thi công phần mặt đường vào cuối năm nay. Theo số liệu ước tính của ngành chức năng, tiến độ giải ngân đầu tư công 8 tháng đầu năm nay tại Hưng Yên chưa cao, chỉ đạt khoảng 30% tổng nguồn vốn gần 20 tỷ đồng được chính phủ giao năm 2024. Chính vì vậy mà các nhà thầu tập trung thi công xuyên kỳ nghỉ lễ kéo dài, đặc biệt là đối với các công trình giao thông trọng điểm sẽ có vai trò quan trọng để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công cũng như đáp ứng được về thời gian theo cam kết với chủ đầu tư.